Bạn này hay dành ăn với em lắm. Hay mà tao tức rồi. Vậy? Nhìn đi xin là lắm. Phân đi xin là cay thế nhờ. Cay. Một nụ hôn, một nụ hôn thì trong mắt hai. Nhìn nè. Chỉ là một ánh mắt khiến em chìm vào cơn say. Chào cả nữa nha. Chào mọi người. Rồi, máy chạy. Máy chạy. Mình chạy chào lại xong rồi. Không, cái này. Xin chào khán giả của bí mật của sao trên kênh Bật Mí Bí Mật. Xin chào khán giả của chương trình Bí Mật Của Sao trên kênh Bật Mí Bí Mật. Mình là Fanny, còn mình là Vũ Thịnh. Có cần chồng cái toàn không, ngủ hát không hay thôi mấy vậy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình Bí Mật Của Sao trên kênh Bật Mí Bí Mật, và mong là mọi người sẽ ủng hộ chương trình thiệt là nhiều bằng cách like và share và comment ở dưới nhé. Thì bây giờ mình kết ở đây. Dạ. Chương trình gì nhỉ? Bí mật chuyện sao? Bí mật của sao? À, bí mật. Phải không nhớ tới chương trình này. Hai ba. Cảm ơn mọi người đã cùng xem chúng mình trong chương trình Bí Mật Của Sao trên kênh Bí Mật Mí Bí Mật 2. Cảm ơn mọi người đã cùng xem chương trình Bí Mật Của Sao trên kênh Bật Mí Bí Mật, và mong là mọi người sẽ ủng hộ tụi mình thiệt là nhiều. Cùng với đó là cùng ủng hộ chương trình nha. Yes. Bye bye mọi người. Chạy nha. Mày đừng kìa. Thưa quý vị, quan trọng với những phút giây vừa rồi cũng đã là những phút giây rất là ý nghĩa, và chúng ta đã hiểu hơn về cặp đôi dễ thương này, Fanny và Vũ Thịnh. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị trong giờ phát phục 3:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9 nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Rồi, vậy thì khi mà em thấy Vũ Thịnh bất ngờ lên một xíu à. Rồi, mấy bạn chạy. Mấy bạn chạy. Tiếp tục. Em nói trước được không ạ? Bạn này hay dành ăn với em lắm. Hay mà tao tức rồi. Vậy? Trời đất ơi, tụi em cãi nhau chỉ vì ăn uống rồi đó mọi người. Trời ơi, có một con mực thôi em xin cũng không cho nữa. Tại vì bạn ấy xin à, chứ còn bình thường em vẫn gấp cho đi. Không. Ủa làm sao nè? Chị đang hỏi nghiêm túc á. Mình đang lùng bùng. Chị đang hỏi rất là nghiêm túc, em hiểu không? Mình phải trả lời theo hướng nghiêm túc. Ủa em nghiêm túc à? Có nghĩa là bạn này ăn rồi. Chưa ăn được một miếng nào à. Ông này ông ấy bỏ vào hết một cái dĩa mực như thế, xong rồi ông muốn gấp lên ăn mấy con rồi. Em chưa ăn được con nào, em xin cái xong em. Tại vì em vớt không thấy đâu hết, thì em xin cái không cho. Bro. Rồi tại sao không cho? Chiều, em thích chiều. Ờ, ta giận rồi sao? Để đi dỗ. Sao? Mua ký mực to hơn. Hai ba. Em có thầm nhận thấy bài hát ngân nga như viết riêng cho ta, để nhắc nhở đôi ta rằng mình yêu thiết tha. Nếu mai này tình yêu như lúc phôi pha, hãy nhớ đến lúc đầu. 1, 2, 3 mình yêu như lúc đầu. Đúng chị. Rồi. Ok, à.
2. Xin chào mọi người, và Vũ Thị và Vân Ni sẽ chấp nhận thử thách của Bí Mật Của Sao. Hai người sẽ tham gia một thử thách bằng cách trả lời câu hỏi do chương trình đưa ra, và mỗi câu hỏi sẽ có 10 giây suy nghĩ và đưa ra đáp án. Nếu câu trả lời giống nhau trên 2/3 trên tổng số câu hỏi thì tính là chiến thắng. Yeah. Thắng lợi. Ham lam. À, phần thưởng sẽ gửi sau. Ok. Hân Nhi xin nắm. Hân Nhi xin nhấc. Trời ơi, xíu thôi. Việc đó đúng hay sai nha. Ok, em quay cho một chiếc nhỏ nhỏ thôi nha. Ok ạ.